Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh hoạt họa mi của em nhá. Các bác ơi, hôm nay em lên được bác em họa mi lông mới các bác nhá. Nói chung là anh em nhìn chim là anh em biết là đẹp hay xấu đúng không anh em? Bóng bộ thì không phải chê rồi các anh em ạ. Bộ to, dáng ngũ trường, cao cầu anh em nhá. Lông mới tinh, em này vừa mới xong lông xong, điện còn chưa căng hẳn nhá. Anh em lấy về chăm thêm các bác ạ. Chim thuần khoảng 90% rồi. Đầu mặt bóng bộ cực kỳ là đẹp và đặc biệt là không có lỗi nhỏ gì anh em nhá. Em sẽ zoom cho anh em xem vào đầu mặt của nó nhá anh em nhá. Chim nó vẫn còn chưa căng hẳn nên là anh em cứ xem tạm bóng bộ dáng dấp thôi coi nhá. À, đầu mặt này coi này. Lông vẫn còn ướt nguyên này anh em này. Chim rất là ok anh em nhá. Đầu mặt đây quay chân cho anh em xem nhá. Móng mèo anh em nhá, móng mèo bộ to đẹp này. Chân tay móng gối đầy đủ anh em nhá, hót gật gù múa lân. Dáng con này rất là đẹp anh em ạ.